Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Sleeper. Let's go. Hitman Sleeper. Ok, bắt đầu. Oh my God. Wow, tưởng của đấy anh Trang này chết thì coi như là mình thua luôn. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo, Sleeper 3D. Sleeper 3D Assassin. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ nâng cấp. Let's go.
What? Ở đây. Đây là báo sai số, cho nên các bạn phải tính toán. Ok. Đó, đủ tiền. Let's go. Oh my god. Còn hai cái nữa thôi là xong. Ok. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Sleeper Hollow. Let's go. Oh my god. Chuẩn luôn. Ok, let's go. Ok, tiếp tục vào. Để cây tiền, các bạn phải chơi cái này để cây tiền. Được rồi. Khi đủ tiền thì các bạn nâng cấp cho súng của mình, sau đó các bạn sẽ làm được nhiệm vụ tiếp theo. Càng lúc zombie càng nhanh. Let's go. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Jolly Chicker, Sleeper. Let's go.
nâng cấp cái này không? Cho đam lên luôn. Let's go. Tiếp tục nào. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Jolly Chica. Let's go. Wow, có bot rồi. Oh my god. Okay, let's go. Rồi, mình đã cứu xong thành rồi. Cứu xong rồi rồi. Đi tiếp tục. Đây còn hai trang. Wow, xịn đã sợi. Ở đây thì các bạn có thể mua. Cái này là một quà tặng rồi. Nếu các bạn nhiều tiền thì các bạn có thể mua súng ngon hơn. Tiếp tục nào. Cái này không biết là gì đây. Không có gì. Ok. Ôi chết sẩy rồi. Oh my god. Ok, lại thôi. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Home game.
Epic Branch. Ok, let's go. Continue. Rồi, lần này thì mình sẽ bắn tiếp là Low Time. Wow, trốn rồi. Anh ta đang soi, nhưng không sao. Tiếp tục trốn tiếp. Ok. Boom. Tiếp tục. Wow, còn đây rất là nhiều máu luôn. Phải lúc nữa may ra anh ta phải chết rồi. Ok, còn 21 máu, 13 máu. Ok. 8 máu à, đơn giản thôi. Let's go. Ok, let's go. Trốn luôn. Tiếp tục trốn. Wow. Wow. Anh ta quay rất là nhanh. Rồi, không sao. Tiếp tục nào. Ok. Wow, còn anh chàng này nữa cơ. Wow. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Red Rush. Cũng của hãng Say Game. Nhưng mà còn súng nào hơn không nhỉ? Không còn. Ok, let's go. Cứ nhầm vào đầu nhá, chỉnh làm sao để vào đầu để cho chết luôn. Ồ, đây là cái boss rồi. Rồi, ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo, Perfect Sleeper.
Let's go. One song. Mình sẽ bắn lên trên này. Ok. Rồi đi. Wow. Tony run. Đến tướng rồi. Đây là tướng rồi. Rồi, mình sẽ lên cấp sau. Ok, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Wow, tựa game gì đây? Pocket Sniper. Ok, let's go. Cái này thì mình phải bắn những con lợn này à? Cho nó rơi đi. Boom, boom, boom. Tiếp tục, phải bắn hai con này nữa. Boom. Và con tiếp theo. Boom. Rồi. Ok. Wow. Excellent. Wow, ngon. Bây giờ bắn cái này à?
Mình thử cho cái này nổ xem nào. Chuẩn luôn. Cái này khá mình cho rơi xuống đây đi. Amazing. Let's go. Oh my god. Không vỡ. Ok. Rồi, và mình sẽ sang cái kênh tiếp theo. Let's go. Ok, let's go. Oh my god. Play. Start game. Upgrades, so woven. Ok. Chạy đâu cho hết nắng. Wow. Cái này kéo mình vẫn phải dùng súng súng ngắm rồi. Rất là đông luôn. Còn lính đặc nhiệm thôi. Thank you.
You're not. Đây là tướng rồi. Đúng rồi, rất là trâu. Súng này không ăn thua. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Thêm súng à. Tiến sâu vào trong. Ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.